Đến giờ giảng, xin phép mọi người là buổi giảng hôm nay được bắt đầu. Hôm nay thì tôi sẽ trình bày bài chuẩn bị theo dõi và chăm sóc của bệnh nhân ECMO trong hồi sức. Thì đầu tiên là sẽ đến chúng ta phải biết ECMO là gì ạ? ECMO là hệ thống oxy hóa máu ngoài cơ thể. ECMO được sử dụng để điều trị cho những bệnh suy hô hấp, suy tuần hoàn có đe dọa tính mạng và không thể đã sử dụng các biện pháp khác nhưng thất bại. Một số chỉ định của bệnh nhân ECMO, ví dụ bệnh nhân ngừng tuần hoàn, bệnh nhân sốc tim, có nhồi máu cơ tim, bệnh nhân viêm cơ tim, giảm oxy hóa máu trong ARDS, và hiện nay là như là bệnh nhân COVID ạ, và ngộ độc chất ức chế cơ tim ạ. Hệ thống ECMO làm việc như thế nào? Nhất là thực hiện tuần hoàn ngoài cơ thể thì có một cái hình ở phía bên cạnh đấy. Đầu tiên là máu sẽ được hút ra khỏi cơ thể với tốc độ dòng ổn định. Sau đó máu sẽ được bổ sung CO2 và loại bỏ bổ sung oxy ạ. Bổ sung oxy và loại bỏ CO2. Cuối cùng máu sẽ được bơm ra trả lại cơ thể. Và khi bệnh nhân được cải thiện, có thể giảm bớt tốc độ dòng quay của ECMO để tim và phổi của bệnh nhân được hoạt động nhiều hơn ạ. Chuẩn bị cho thủ thuật ECMO. Trang thiết bị thì gồm có thứ nhất là máy ECMO, nguồn cung cấp oxy và khí nén, kiểm tra nguồn điện, hệ thống quả ECMO, canula động mạch, canula tĩnh mạch, và cần thêm máy đốt điện trong trường hợp có mở mạch ạ. Và đây là hình ảnh của máy ECMO, là canula động mạch và canula tĩnh mạch. Canula động mạch thì sẽ là 16 F, và canula tĩnh mạch sẽ là 21 F, có ghi như ở trên hình đấy. Ở đây thì tôi cũng làm một cái checklist về về những cái vật tư cần chuẩn bị cho một ca ECMO. Thì checklist này sẽ được in ra và đưa cho mọi người để trong hồi sức đấy. Về theo dõi của bệnh nhân ECMO, nghĩa là ta có thể theo dõi dấu hiệu sinh tồn 1 đến 3 giờ trên một lần, tình trạng chảy máu ở các vị trí làm ECMO, canulin, cateter tĩnh mạch trung tâm, theo dõi kích thước của vòng đùi, vòng cẳng chân, vi lăng dịch và da của bệnh nhân, theo dõi cân nặng hàng ngày, làm điện tim đồ với bệnh nhân làm ECMO và theo dõi các thông số của máy ạ. Ở trên phía trên đây là có một hệ thống hai bảng, thứ nhất là bảng checklist để theo dõi tấm ECMO thì chúng ta sẽ thực hiện vào đầu của mỗi ca trực, và có bảng theo dõi phía bên cạnh đấy ạ. Phía trên cái bảng theo dõi thì có các cái mục, cái cột đấy ạ. Mọi người điền thông số thời gian theo dõi, cái cung lượng CO và CI là cung lượng của tim, lưu lượng là cái lưu lượng đảm bảo cái dòng khí vào FiO2, vòng đùi, vòng cẳng chân thì vị trí chảy máu, số lượng nếu có thấm ra có cái đường nuôi ạ. Đối với những bệnh nhân làm đường nuôi thường sẽ áp dụng cho những bệnh nhân có chỉ định làm ECMO VA là tĩnh mạch và động mạch ạ. Vì thường làm ECMO mà đặt vào đường động mạch đùi thì nó sẽ hầu như hút hết cái lượng máu mà sống nuôi về phần chi dưới, nên chúng ta sẽ cần làm thêm một cái đường nuôi ở phần dưới chi để đảm bảo lượng máu sống nuôi dưỡng, thì sẽ phải kiểm tra cái đường nuôi xem nó có thông không, sờ lên đường xem có ấm không, và nhìn ở trên đấy xem có phân tách máu giữa thành huyết tương hay không, có tắc không ạ. Thực hiện chăm sóc canuin ECMO thì thực hiện chăm sóc canuin ECMO là thủ thuật chăm sóc vô khuẩn, giống như chúng ta chăm sóc cateter tĩnh mạch trung tâm, thì hiện tại canuin ECMO sẽ lớn hơn, yêu cầu về việc việc vô khuẩn với sát khuẩn nó rộng hơn ạ. Để kiểm tra các cái khớp nối và sát khuẩn các khớp nối xem có bị rò rỉ hay không,
đánh giá các chi mà đặt căn nguyên của ECMO xem có ấm hay không ạ, kích thước có thay đổi sau những lần theo dõi trước. Thứ hai là chú ý khoảng cách giữa máy và kết nối bệnh nhân, có dây xem có bị vặn xoắn gập khúc và không được để dây quá căng trong quá trình mà máy chạy ạ. Các máy đi đi kèm để điều trị bệnh nhân là máy làm ấm máu hoặc là hạ, có thể kết hợp làm ấm máu hoặc là hạ thân nhiệt thì đang để trong hồi sức tích cực có dùng, và máy lọc máu Prisma Flex ạ. Đây là hình ảnh kết nối của một bệnh nhân ECMO có lọc máu CVS ạ. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Bây giờ mọi người đặt ra câu hỏi thì em có thể trả lời giải đáp cho mọi người, vì slide nói tương đối là nhanh ạ. Có ai câu hỏi gì không ạ? Bạn Thuận làm ơn cho tớ hỏi là cái đường nuôi của cái dây dẫn để ở trong cái chỗ mà vừa xong bạn nói là cái đường nuôi để xe để nó hỗ trợ cho cái việc tuần hoàn máu của các chi ạ, thì cái đấy nó chỉ là một nhánh của trong cái hệ thống ECMO này đã có rồi đúng không ạ, chứ không phải là kết nối thêm vào hay là truyền máu, hay nó không phải là một cái nhánh riêng mình phải nối riêng đúng không ạ? Cái đấy là một cái nhánh sẽ mình sẽ phải làm riêng ở bên ngoài, nó sẽ kết nối với cái hệ thống sau sau màng để bơm về chị ạ. Nhưng mà cái này là nó đi cùng với cả cái tức là khi mà mình lắp cái bộ ECMO là nó đã có cái đấy chưa ạ, hay là mình phải làm bên ngoài ạ? Cái đấy là nó chưa có trong bộ ECMO, mình phải làm bên ngoài chị ạ. Ok, cảm ơn bạn nhiều. Còn ai có câu hỏi gì không ạ? Đây, trên hình em đang để cái hình ảnh là kết nối của bệnh nhân ECMO về máy lọc máu ạ. Cái phần này cái phần và kết nối này rất là nhiều lần nó bị rất là lỗi xảy ra trong cái quá trình mà lọc máu ấy. Thường thì sẽ là báo cái lỗi excess hoặc là đường về áp lực quá lớn ấy. Thì trên màn hình em có để kết nối mình sẽ kết sau nhiều lần rất là thử kết nối, thì bây giờ ở cái đường đường hút máu ra của bệnh nhân là cái đường màu xanh ấy. Thì mình sẽ để là cái đường đường đỏ từ máy lọc máu ấy. Sẽ là đường vào máy lọc máu và đường đường trả về sẽ là đường trả về ngay sau bơm và trước màng đấy ạ. Thì máy thì vẫn là máu của tĩnh mạch để đi qua như như mình lọc máu ở bên ngoài thông thường ạ. Thường là máy nó sẽ không bị báo lỗi khi vòng quay đạt khoảng trên 2000 và CI đạt khoảng 2.0 2.2 theo mong muốn điều trị của bác sĩ ạ. Mọi người có ai còn câu hỏi gì không ạ? Anh Thuận ơi, em xem mấy cái video mà vào khoảng ECMO à, test của anh Brandon của ECMO ấy. Em xem luôn cái video.
thì hôm trước có gửi lên nhóm đào tạo rồi mà. Thank you.